Vàng đã có sự phục hồi nhẹ vào ngày hôm qua, đảo ngược một phần mức giảm hôm thứ Sáu từ mức cao nhất trong 2 tuần. Đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và rủi ro địa chính trị đã cung cấp một số hỗ trợ cho giá vàng. Đối với triển vọng kinh tế Mỹ, một bức tranh hỗn hợp đang chiếm ưu thế với một số dấu hiệu giảm phát. Tuy nhiên, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Fed đã chọn lập trường thận trọng và vẫn chưa áp dụng đầy đủ các chu kỳ nới lỏng. Cách tiếp cận thận trọng này của Fed tiếp tục tạo ra bầu không khí hồi hộp liên quan đến kỳ vọng của thị trường. Trong tuần này, dữ liệu quan trọng nhất sẽ là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dữ liệu PCE cốt lõi. Nếu dữ liệu phù hợp với sự đồng thuận, điều này có nghĩa là quá trình giảm phát đang diễn ra như các nhà hoạch định chính sách của Fed mong đợi và tăng cơ hội cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang định giá khả năng nới lỏng chính sách vào tháng 9 là 66%. Về tin tức của ngày hôm nay, thị trường sẽ chú ý đến dữ liệu niềm tin tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị CB sẽ được công bố vào lúc 21 giờ. Hiện tại thì dữ liệu đang được dự báo là 100.2, thấp hơn kỳ trước là 102. Nếu dữ liệu thực tế công bố vượt kỳ vọng, vàng sẽ đối mặt với áp lực suy giảm. Ngược lại, nếu dữ liệu công bố yếu hơn kỳ vọng, vàng sẽ được hỗ trợ tăng. Và trước khi đi vào phần phân tích kỹ thuật của ngày hôm nay, mình xin chia sẻ tới mọi người thêm một sàn giao dịch mà mình đã trải nghiệm khá ưng ý trong thời gian vừa qua, đó chính là DuPrime. Và như các bạn đang thấy trên màn hình, sàn DuPrime đang tài trợ cho câu lạc bộ Manchester United. Dựa trên những thông tin mà mình biết thì fan hâm mộ Quỷ Đỏ nhiều thuộc vào hàng top đầu trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta. Vì vậy nếu các bạn là fan của Quỷ Đỏ, hãy trải nghiệm ngay với DuPrime. Vì thông thường những nhà tài trợ cho các câu lạc bộ thường sẽ có những sự kiện như tặng áo đấu, gặp gỡ thần tượng hay tặng một chuyến du lịch xem trận đấu có sự góp mặt của Quỷ Đỏ. DuPrime cũng là một trong những sàn có tuổi đời khá lâu trên thị trường với hơn 10 năm góp mặt, đồng thời được chấm điểm khá tốt trên WikiFX với số điểm là 8.05 trên 10. Được đánh giá điều kiện giao dịch ở mức 2A, tức là mức xuất sắc, chỉ sau mức 3A là mức tối ưu thôi. Ngoài ra, sàn DuPrime cũng có đầy đủ các giấy phép của các tổ chức tài chính uy tín hàng đầu trên thế giới, có thể kể đến như FSA, FINRA, LFSA và VFSC. Với đầy đủ những điều kiện pháp lý như này, không có gì lạ khi sàn DuPrime có hơn 200.000 khách hàng đang giao dịch trên toàn thế giới các bạn ạ. Và đây có thể là phần các bạn quan tâm nhất, đó là các chương trình khuyến mãi của DuPrime. Mình thấy nổi bật nhất hiện nay, đó chính là chương trình miễn phí qua đêm. Và đặc biệt, bonus 10% khi nạp tiền với giới hạn tối đa lên tới 2.000 đô la. Chương trình này rất đơn giản, các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản, xác minh tài khoản và nạp tiền là nhận được ngay bonus. Và hạn chót của sự kiện này là ngày 31 tháng 8 năm 2024. Về các điều khoản của sự kiện này, mình sẽ để link phía dưới phần mô tả của video này để các bạn nắm rõ nhé. Bản thân mình cũng đã trải nghiệm DuPrime trong hơn một tháng vừa rồi thì thấy sàn rất mượt, nạp rút nhanh, thao tác đơn giản. Các bạn có thể trải nghiệm thử, đặc biệt là các fan của MU thì không thể bỏ lỡ. Nếu có bất cứ khúc mắc nào, các bạn cứ liên hệ với các admin bên mình để được trợ giúp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên khung thời gian H4, vàng hiện đang di chuyển trong kênh tăng giá song song. Vàng đã tăng phục hồi vào ngày hôm qua, tuy nhiên hướng giảm của vàng vẫn chiếm ưu thế khi histogram đang âm và đang dốc dần, cho thấy phe bán vẫn đang chiếm thế thượng phong. Đường MA10 vẫn đang nằm phía dưới MA20 thì trong ngắn hạn vàng chưa thể phục hồi mạnh được. Nếu gãy khỏi kênh tăng giá song song này, mục tiêu tiếp theo mà vàng sẽ hướng tới đó là mốc hỗ trợ ở quanh ngưỡng 2298, 2302 và sâu hơn là mốc 2288, 2292. Trên biểu đồ H1, histogram đã chuyển âm cho thấy áp lực bán đã gia tăng trong ngắn hạn. Chỉ số RSI đang hướng xuống dưới vùng quá bán. Nếu giá hồi lên lại các đường MA phía trên này, án ngữ quanh khu vực 2328, 2331 trong nhịp này, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh sell xuống với vàng. Với chiến lược mua, chúng ta sẽ chờ mua khi giá tiếp cận vùng hỗ trợ ở quanh ngưỡng 2298, 2302 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng 5 giá. Hoặc mua chính khi vàng tiếp tục bị bán tháo xuống vùng hỗ trợ ở quanh ngưỡng 2288, 2292 trong nhịp này. Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong ngày hôm nay, kênh bán vàng quanh khu vực 2328 đến 2331, kênh mua nhỏ quanh khu vực 2298 đến 2302 và mua chính quanh khu vực 2288 đến 2292 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng 5 giá. Các chiến lược scalping trong ngày mình sẽ báo cho mọi người ở trên nhóm VIP nhé. Mình xin dừng video nhận định xuống giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá vàng tiếp theo.